Hello, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì ngày cuối tuần các bạn, thì mình được đi làm về sớm rồi. Mình hẹn thằng bạn mình tới ngay chỗ quán cà phê này để hai thằng mình hôm nay thì tiếp tục đi câu cá các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình với bạn mình đi câu cá lại, tiếp tục đi câu chỗ cũ nha. Rồi trong thời gian đợi thằng bạn mình tới thì mình có mua hai ly nước nè các bạn. Thì mình mua cho bạn mình một ly, nha, để đi dài trên đường uống, để trò chuyện tâm sự nha. Rồi chút xíu nữa thì bạn mình tới, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì chờ đợi bạn mình khoảng 10 phút thì bạn mình tới các bạn. Đó, thì anh em mình chuẩn bị đồ đạc lên xe đi nha. Mà thì anh em mình tiếp tục là lại đi câu đêm nha. Giờ này đi là được quay cảnh đẹp luôn á, các bạn mình ngầu không? Đó. Xe đủ để cần câu thôi à. Ôi cần câu này gãy ha. Ồ để cái này ghê quá vậy. Đóng cửa cái là xong luôn á. Thì anh em mình bữa nay tiếp tục vẫn đi lên chỗ hôm bữa thì anh em mình câu được cá các bạn. Mình với bạn mình chạy xe khoảng 30 phút thì tới thành phố Midway các bạn. Thì tới đây thì tụi mình sẽ mua đá nha. Đó, thì sẵn đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, thì đá đây thì mua tự động nha, mình bỏ tiền vô. Đó, mình bỏ tiền vô mình sẽ chọn nước đá nha. Hả? Trả thẻ vậy, trả tiền mặt đi chứ. Cà dính giống như hôm bữa nữa. Đó, ở đây là bán đá tự động các bạn. Bán 24/24 giờ luôn nha. Đây. Thì một bịch đá này thì các bạn thấy không? Một bịch đá này là cái loại mà nếu mà lấy cái thùng á, lấy cái thùng mà mình đựng đá thì nó lại được 20 phao nha. Còn cái loại mà nó cái bịch thì là 16 phao. Đó, 16 phao 2 đồng 50 cent nha. Đó đây các bạn, đây. Thì mình bỏ tiền vô đây. Rồi xong rồi thì mình sẽ bấm chọn đá nè. Đó, đó đá sẽ ra đây nha. Ở bên đây thì tiện lợi cái vậy các bạn, đi câu nửa đêm về mà hết đá thì ghé vô đây mình mua đá nha. Đó, rồi đá sẽ chuẩn bị ra nè. Đó, bịch vậy là 2 đồng 50 cent nha. Đó, xong rồi còn dư thì nó thối lại và cắt kìa. Nó trả tiền lại đó nha. Đó. Rồi thì anh em mình tiếp tục lên đường đi nha. Ở đây các bạn thì ở cái chỗ câu cá này các bạn thì nói chung cũng đầy đủ cho nha, có toilet nè để cho mình đi, nhiều khi mình đi câu mà mình có đau bụng này kia cũng có chỗ đi nha. Đó, thì đây cũng có cái chỗ để cho mình cắm trại nè. Đó, các bạn thấy không, có ghế rồi có lò nướng đầy đủ nha, để có khi mình tối mà mình cùng gia đình á, buổi cuối tuần thì tới đây để cắm trại rồi nha, rồi câu cá lên đây rồi nấu ăn rồi nha, vậy cũng vui các bạn. Đó, thì ở đây hôm nay thì cũng thấy cũng nhiều người đi câu nè, nó cũng đậu xe nhiều cho nè. Đó, thì mình với bạn mình đi nha, tiếp tục đi nè, đi câu. Liên vào trong anh? À. Liên vào trong? À. À, không, được có 3 con nè. Anh cho em quay à. Coi cái anh. Đó, được mấy con cá nè, đó, anh này quy chung được mấy con cá nè các bạn. Đó, được 3 con hả? Được 3 con. Ồ, câu mồi thiệt hả anh? Câu là câu hay là dích? Câu mồi chích. Chích hả? Ồ, anh chích ở đây hay là anh chích ngoài kia? Được 3 con cá tươi quá tươi luôn. Chích 3.4 hả? Chích mà chích với lại cái phao. Ok. Cá lúc này tươi anh hả? Yeah, thì cá nó lâu lên đó. Không biết là lúc này trời lạnh á, cá nó tái chứ mọi bình thêm nó giờ nó dằn kìa. Dạ, nó mập cái nó heo thì lại. Ok anh. Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn. Anh đi câu trước thì đó các bạn thấy không? Giờ cũng có người đi câu xách cá về lên nè. Thì anh em mình thì hôm nay thì đi làm ra nên đi câu đêm thôi. Còn mấy người này thì họ đi làm hãng rồi nên đôi khi cuối tuần được nghỉ nha. Đó. Đây, có được một mớ cá nè. Quay nè, đó, cá nè. Đó, được mấy con? 4 con. 4 con, đó, quá ngon luôn. Đó. Dạ, con cảm ơn. Đó. Rồi, cá là được cá đem về nấu món ăn rồi đó. Giờ này cảnh đẹp quá các bạn ơi. Đó. Thì tới đây là mình thấy náo nước hết cho các bạn. Đó thì có một số bạn hỏi cái đập này tên gì đó bạn, cái đập này tên gì bạn? Possum Kingdom.
Đó, đây là Foxin Kingdom nha, bạn mình nói nha, thì mình tiếng Anh mình không chạy nha các bạn. Đó thì các bạn muốn đi câu thì tới địa chỉ này câu nha. Đó, thì bên đây là suối nè, còn bên đây vách núi nè các bạn. Đó, trên đó là có mấy bầy chim đang bay kìa. Đã không? Đây nó thiệt các bạn, thì mình thích đây để ngắm cảnh rồi thôi nha. Cảnh rồi. Quá đẹp luôn á. Còn mấy này ông cầm xuống, cầm đồ ăn xuống okay, nha. Ok, để tôi cầm cho, ông đi đi trước đây. Thì bình thường á mà nước mà xả mà nhiều các bạn là bên cái lùm cây các bạn thấy em đó không? Là nó ngập luôn nha, là mắc cái đọt cây luôn nha. Đó thì nước bây giờ xả cũng là ít thôi. Nó nên các bạn thấy không? Hai dòng chảy à, bên kia kìa. Nó nếu mà nước xả nhiều là bít đây luôn. Đó đây nè cảnh nè. Đó thì anh em mình thích tới đây chủ yếu là sau một tuần làm mệt mỏi tới đây để ngắm cảnh đồ rồi hít thở không khí trong lành rồi cho thoải mái các bạn. Đó thì anh em mình vẫn tiếp tục câu chỗ cũ nha. Tại cái chỗ này anh em mình thích. Mới xuống thì bạn mình dính được một con các bạn. Đó thì bạn mình đang cá lên nha. Đó lên cá. Ủa, lên bờ các bạn ơi. Con này được. Con này cũng ok á. Con này cũng được. Đó, đây con cá này nha. Quá đã luôn. Mới xuống chưa được 5 phút đâu thì bạn mình dục mới có cái thứ hai thôi là được một thành quả một con nha. Nè bạn. Vậy nha. Con này khoảng con này khoảng 20 in không? 20 21 in, chứ hơn 20 in thôi mà. 20 in thì khoảng bao nhiêu cận ký mấy không? Nói trong cận ký mấy hả? Không biết nữa. Thì nói chung là tụi mình chưa bao giờ cận bao nhiêu nha. Con này khoảng chừng 4 phao à. 4 phao là 4 phao khoảng ký mấy á? Ký mấy 2 ký các bạn. Đó. Cũng ok rồi. Đó thì hy vọng đêm nay hai thằng mình hai anh em mình bội thu nữa nha. You done? Ồ dính đi các bạn ơi, dính rồi. Ồ dính đi các bạn ơi. Wow, con này ok á. Dính rồi. Thì mình dục được mới vừa dục ra là dính rồi. Hôm nay chắc hai anh em mình có tương lai. Con này cũng ok á. Đó, thấy cái càng quạt 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 không? Đó, để mình bắt lên cận cảnh cho các bạn xem nha. Quạt 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 quạt, các bạn thấy ghê không? Wow, cá này mạnh lắm các bạn. Đó. Đây. Đó. Thì mình sẽ vô cho nó qua đây nha, mình vợt cho các bạn xem. Wow. Đó, đó được cá lên rồi. Đây. Đó, đây con cá này các bạn. Đó. Đó, cá này không cần dùng vợt luôn nè. Đây, thành quả của mình đây. Đó, con này cũng khoảng cỡ con đại hồi trâu nãy cũng khoảng cái nó hơi tí à, cá này mạnh các bạn. Nó hình cầm ngang nè. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Nè. Thấy không? Ừ. Các bạn thấy đã không? Nè, sợi dây nè. Ơ, ơ chết bà. Sao vậy? Đó, mình xỏ dây vào đây đừng cho con cá nó chết các bạn. Hai con rồi đó. Thôi nghe thằng Lào kia về luôn rồi. Ây da. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cũng dính được một con đó các bạn ơi. Đó. Đây. Đây là con cá nè, thành quả của anh em mình đây nha. Má sao chói mắt quá vậy? Dạ, sao tôi không thấy đường vậy ta? Tôi cũng chói mắt quá vậy. Ồ, ù con này cũng trọng chứ. Ngon mà. Đây, con này cũng ok nha. Bự nhất nãy giờ đó. Bự nhất nãy giờ đó. Bây giờ thì anh em mình mới xuống thì câu liên tục luôn, bây giờ thì lại ế nha. Bữa nay anh em ế xô rồi. Ôi da. Mạnh quá. Cá này nó healthy, nó kéo mạnh. Cá lúc này thì nó đủ oxy, nó mạnh đó. Con này cũng ăn cũng ok hả, 5 minh nè. Đỡ tốn tiền. Đỡ tốn tiền hả? Ủa chi có 2 ao à? Ao gửi à. Ao gửi hả? Vậy là không ra nó ngán màu bự rồi. Ai biết được, hên xui. Hên xui đi hả? Mẹ nãy giờ nó mới ăn chứ mấy, đâu phải dục ra ăn liền, dục ra ăn liền đâu. Sao nó dính cái gì ta? Dính cá thì ít, nhưng mà dính vợt thì nhiều nè.
Bởi vì người ta có cái vợt cao su á, nó đỡ bị dướng. Dạ. Rồi ok. Ủa dính đâu nó vậy? Thôi đây đây, tôi gửi cho. Nằm gửi nha. Thả luôn đó. Thả vậy nè, vậy nè. Đó, đây. Một em đó nha. Đó. Bạn thấy đã không? Con này thì bự nhất trong nãy giờ anh em mình câu nè. Con này cũng khoảng 2 kg ngoài. Đó, đây nè, 1 gang nè. Hơn 2 gang nha. Đó. Cũng khoảng 2 mấy ký à. Bỏ vô vỏ. Quá ngon ha. À, con này cũng rồi không hả? Ừ. Cái dây này của mình đó ta. Như nào? Yeah. Phải không? Thôi phải không? Mít ta, ok. À. Giờ mình tháo cá ra mình đem về nha. Bỏ cá với ra đang mình bỏ trong cái vỏ mình ginh ra xe. Ok. Đó, cá nè. Quá ngon luôn. Về không biết làm món gì ngày mai đây. Làm gì vậy ta? 7 món. Hôm nay thì anh em mình cũng ok rồi. Tại vì lý do lúc này thời tiết chuẩn bị đổi thời tiết các bạn. Tại vì lúc này chuẩn bị lạnh rồi. Hồi nãy thì mình cũng tính nó lạnh, mình mặc bộ đồ bờ lạnh ra thì ra đây thì nó cũng hơi xe xe thôi. Cũng ok nên mình mở bộ đồ đó rồi. Đó. Quá ngon các bạn ơi, đống cá này quá ngon luôn. Anh em mình không uổng công cho một đêm đi câu cá nha. Kết quả thì quá như mong muốn luôn, thì xảy cũng hết một mớ các bạn. Nói chung đi xa mà được vậy là ngon rồi. Đó. Đây. Giờ mình sẽ bỏ vào cái vỏ này, mình xách ra xe. Cái vỏ này tiện đó các bạn. 2 con. 3 con. 4. Con này là to nhất nè. Con này to nhất nè, khoảng con này cũng khoảng 4 kg à. 5 con. 6. 7. Đó, ú không các bạn. Đó. 8. Ồ con này cũng ú quá nè các bạn ơi. Đó, thấy không? Ú nu à. Đó, con cá này các bạn nhìn nó mỏ nó nè. Đó, cái mỏ thấy kinh khủng không? Đó, cái mỏ này quá vậy, mồi của mình là bự bự không, mình câu là nó ăn cái một là mất tiêu mồi nè. Các bạn thấy cái cá không? Cái mỏ nè. Đó, giờ cái mỏ nè. Cái mỏ quá vậy cái mỏ luôn á. Cá này mạnh lắm các bạn. Rồi, mình đi về rồi có gì mình sẽ làm món gì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đó, thì giờ này cũng khuya rồi. Anh em mình về cũng ngủ các bạn ơi. Đây các bạn, thì đây là thành quả của anh em mình đi câu hồi đêm trước nè các bạn. Đó, thì đêm trước đáng lẽ ra sáng ngày hôm sau là mình làm rồi, nhưng mà tại lý do là mình thức dậy trễ quá nên mình phải đi làm các bạn. Rồi với phần hôm qua trời không có nắng nữa, thôi để hôm nay mình làm nha. Thì hôm nay làm thì con cá nó hơi chuyển màu vàng vàng các bạn, nhưng mà nó cũng còn tươi nha. Các bạn thấy không, cũng còn tươi nè. Đó. Đây. Đó thì hôm nay mình thì anh em mình đi câu rồi mình sẽ chia ra. Rồi về mình làm các bạn.
Đó thì mình bắt 4 con thôi. Để hôm nay mình làm thử cái món cá này thì mình sẽ đi ướp gia vị xong mình sẽ đem đi phơi nắng nha, làm khô nha. Thử coi cá này nó làm khô ăn như thế nào nha. Nên mình làm ít thôi. Đó, thì bên đây làm đi bên đây đi câu cá thì không sợ các bạn, sợ gì làm cá các bạn. Đó, tại vì làm cá bên này á thì mình hả phải bỏ vô tủ đá đợi tới cái ngày mà bỏ mấy cái ruột cá đó các bạn vô tủ đá để tới cái ngày mà người ta lấy gác mình mới bỏ ra được nha. Nếu mà mình bỏ ngoài thì nó hôi đó các bạn ơi. Đó, giờ mình đi làm đánh dậy cá nha. Đánh dậy xong rồi mình sẽ phi lê cá ra rồi mình ướp gia vị nha. Quá tươi luôn á, làm cá thấy tươi quá trời tươi luôn nè. Đó, mình làm xong nha. Bây giờ mình sẽ đi cắt ra, mình phi lê ra nha. Phi lê ra để mình thử làm khô thứ nha các bạn. Đó, mình sẽ gọc dài dài xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Nó cái đường gọc của mình là gọc xuống nè. Mình thì cũng mới làm thôi. Mình cũng mới hỏi mẹ mình để mình làm nha, chứ mình cũng không rành đó các bạn. Đó, các bạn thấy thịt cá không? Quá trời tươi ngon đó các bạn ơi. Đó. Đó, cá này thịt không à. Nè các bạn thấy thịt không? Đó. Ồ, ngon quá các bạn ơi. Mình không biết làm khô sao nhưng mình thấy thịt cá thì ngon quá rồi đó. Đó. Đây các bạn thấy không? Thịt nè. Thì mình không dám xẻ trong gục bụng này ra nha. Để xíu mình xẻ sao? Tại vì mình xẻ ra thì máu nó ra thì quay lên YouTube thì thấy không được các bạn. Nên mình không để cho có máu nha. Đó, mình xẻ tới khúc thịt này cho các bạn xem thôi. Rồi chút xíu mình rửa xong mình sẽ quay cho các bạn tiếp nha. Đó, các bạn thấy thịt không? Đó, quá trời thịt luôn. Ồ, rớt. Nè, thịt nè. Không có xương nữa các bạn. Đó, xương của nó này các bạn thấy xương bự không? Đó, mình lóc tới xương nè. Đó, quá ngon luôn rồi nè. Thì nãy giờ mình xẻ thì cái con cuối cùng các bạn nó rất là đẹp nha. Lý do là mình xẻ càng ngày càng có kinh nghiệm. Đó, các bạn thấy tươi không? Xong rồi nè. Đây còn dính cỏ. Đây, nhìn thịt cá ngon quá thì cái con đầu tiên mình xẻ đó các bạn, thấy không? Mình không biết xẻ nè. Đó. Thì mình nhờ mẹ mình chỉ lại nha. Đó thì trong đây mình có chén gia vị mình ướp sẵn nè, ở mình trộn sẵn nè. Trong đây thì nó có muối rồi hạt niêm rồi với bột ngọt, nói chung là mình muối theo kiểu dân dã các bạn, với kiểu cây nhà lá vườn á, chứ không phải là chuyên nghiệp gì nha. Đó, giờ mình bỏ vô cái thao rồi mình ướp cá nha. Ướp ở ngoài này luôn các bạn ơi, cho nó mát mẻ. Giờ mình bỏ cái mình ướp xong rồi mình sẽ đem đi phơi nha. Rồi, mình bỏ hết chén gia vị của mình đã làm sẵn nha. Vô nha. Thì cái này mình muối giống như muối cá để dành chiên nha. Nhưng mà mình phơi thử một nắng coi nó ăn như thế nào nha. Thường thường ta nói cái gì làm một nắng là nó héo héo, phơi ăn rất là ngon. Hôm nay mình thử, nếu mà làm cái này ngon á thì mai mốt mình sẽ đi trời chưa lạnh hơn mình sẽ đi câu thêm một ít nữa nha. Để về mình muối để dành mình ăn. Đó, thì mình sẽ trộn gia vị lên, tha gia vị lên cho đều nha, đều con cá nha. Ừ, xả rồi vô. Đó, muối theo kiểu miền Tây nha các bạn. Các bạn nào biết cá này muối theo kiểu nào ngon đó, thì hãy comment cho mình biết nha, đặng mai mốt mình học theo nha. Đó, quá ngon các bạn ơi, cá này tươi thiệt luôn. Cảm gà nhà mình ăn nhiều rồi. Cá này làm được rất là nhiều món các bạn. Mình có nghe nói là cá này làm gỏi cá ăn rất là ngon nha, nhưng mà mình không biết làm. Để hôm nào mình kiếm sư phụ nào chỉ cho mình cái chiêu làm cái gỏi cá đó thì mình sẽ làm thưởng thức thử nha. À, thịt nó nè. Thịt nó tươi thiệt tươi luôn á. Mà nó thịt không nè, nó không có xương. Rồi, mình ướp đây khoảng xíu rồi mình sẽ đem đi lên phơi. Nếu mà phơi một nắng không khô thì mình phơi thêm một nắng nữa. Lý do thì hôm nay trời thì hôm nắng cũng được đó, nhưng mà không biết nó nhiệt độ nóng không. Nếu mà cái nắng bình thường của bên Tết xịt này á thì mấy con khô này, mấy con cá này phơi một ngày một là ăn ngon rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ để đến đây đi. Đây, đó, miếng cá của mình ướp xong rồi nè. Giờ này có mấy anh gùi bay thấy khó chịu quá. Quá ngon luôn. Đó, mình sẽ để cho nó để cho nó ngay ngắn nha. Rồi mình sẽ đem đi lên. Đây con cá đầu tiên của mình nè. Mình lúc đó mình chưa biết xẻ nha, nên chưa kinh nghiệm. Rồi. Thì mình muối cái này là muối kiểu hơi vừa ăn thôi các bạn, chứ không mặn không nha. Tại vì mình muối một nắng mà, đâu làm gì cho mặn đâu.
nếu mà để lâu thì phải muối mặn. Với lại mình muối một nắng xong mình sẽ phơi xong mình sẽ bỏ tủ lạnh mình ăn dần nha, tủ đá mình ăn dần. Rồi mình sẽ đem đi phơi đó nha các bạn. Đây, đây là thành quả của mình sau một chuyến đi câu nha, quá đã luôn đó. Thì hôm nay mình sẽ đem lên nóc nhà ra phơi các bạn. Thì lý do dưới này á, cái nắng của nó chắc không được nhiều đâu, nên mình sẽ leo nóc nhà mình phơi nha. Đó, lên. Rồi, thì mình phơi đây khoảng tới chiều rồi mình sẽ cho các bạn xem thành quả của mình nha. Rồi. Thì mình phơi được khoảng 4-5 giờ các bạn, thì trời chuyển mưa rồi nên mình không phơi được nữa nha, nên mình sẽ lấy xuống cho các bạn coi thành quả của mình nha. Đó. Phơi thì có mấy đây thì cũng héo héo rồi, chắc ngày mai mình phải phơi thêm một nắng nữa. Đó. Thì mình phơi, mình lúc phơi thì mình phải có lấy cái này nè, tại vì tự nhiên có mấy con ruồi nó bay bay nên mình cũng sợ nha, nên mình lấy cái này mình đậy đây xuống, sẽ lấy thành quả cho các bạn xem thành quả khô một nắng của mình. Đây các bạn, thì nó cũng héo héo rồi nha, nhìn quá ngon luôn nè, nè quá đã luôn các bạn ơi. Đó, cái này bây giờ là vô là chỉ việc là chiên là làm vài chai nha. Thì cái này mình làm xong vài bữa nữa mình sẽ mời thằng bạn mình câu cá qua đây để thưởng thức, hai anh em mình thưởng thức cái món của mình nha. Đó, rồi rồi thì đây thì thành quả của mình thì mình cũng làm cũng xong rồi. Thôi mình cảm ơn các bạn đã hôm nay ủng hộ mình xem video của mình nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Thì mình xin cảm ơn các bạn nha, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Bye bye các bạn, xin chào tạm biệt các bạn, bye.